gì ở đây đến khi mà phát hiện gọi là ba con hàng xóm ở đây phát hiện là gì nó nằm xuống gì đấy. Rồi vậy là đi chôn cất được mấy ngày rồi? Chôn cất bữa mất 24, chôn bữa 28, 28 là bữa thì mùng 2 là 5 ngày rồi. Chôn cất được 5 ngày rồi. Rồi cái khi mà mình chôn cất vậy thì có gặp trở ngại gì khi mà lũ lụt vậy không? Dạ, khi chôn cất đó là phải mượn nhờ xe công nông để đưa gì đi cho nước đang ngập không ra được. Nhưng mà ngập cao vậy rồi công nông còn, làm sao không, vào? Còn đấy là khi gì mất là đưa đò. Nhờ đó máy bên xã là đưa đò lên trên nhà cũng có em. Là vì trên nhà trên đó là cũng hơi cao hơn xíu. Đưa gì lên ở trên đó. Đấy là được. Là khi vào mà gì là được đấy con không? Vâng. Nhưng mà cái khi mà phát hiện ra bà thì bà đang ở trong nhà đây. Dạ, bà ở trong nhà. Có nghĩa là bà chết nằm ở trong này luôn. Chết ngộp nước trong này luôn. Chào anh. Ồ, hôm trước nó lụt cao quá anh ha. Cây cối này tới, kia tới cây đây này. Cái là sóng lên được 2 được 3 không mà đất đầu lên lên lụt cái nhà. Đây cây cối này kia chết hết trơn. Đất đầu nó lên nhà lên. Tới lên tới nhà luôn. Lên tới nhà. Tới nửa nhà không anh? Lên tầm cửa sổ. Cửa sổ. Con chào bà. Mày ăn gì? Đây là mày bà. Dạ em của gì? Dạ thưa bà, con thì cũng nghe báo tin là gia đình mình cũng thiệt hại như vậy đó. Thì cũng thiệt hại vừa là kinh tế vừa là cả con người. Nên là hôm nay con với ca sĩ Thành Huyên dạ là tới đây thăm hỏi gia đình rồi cho con xin phép thắp cây nhang cho bà cụ đã mất. Dạ. Cần nghiệp. Đây là thờ bà cụ bên đây ha. Còn bên đây là ông bà. Rồi để mình ngồi ngoài này cho nó sáng, cho trò chuyện chút xíu ha. Dạ. Con xin chia buồn. Ngồi đây được không? Em nghe điện thoại. Dạ, bà ngồi đây đi bà. Bà ngồi đây đi con trò chuyện chút xíu. Dạ, bà năm nay là bao nhiêu tuổi bà ha? Mấy chục rồi bà? Tôi là 84. 84 rồi đó ha. Con chị tôi đó là 94. Cái cụ mà bị mất là 94. Dạ. Vậy hôm đó cái tình huống ra sao mà lại cụ lại mất như vậy? Không, mình nói chuyện là được là thường thường mấy lâu là ngồi sẵn thôi. Dạ. Chứ không có già. Dạ. Rồi về cháu em luôn, về trở lên. Thì bà nói đi, thôi để gì ở đây được. Chứ cứ đi lên đi về mẹ chi của ai. Dạ. Nói nữa. Thì bà nói thôi nộp cơm đồ gì ăn xong rồi bà lên. Dạ. Lên khuya và nước đổ. Dạ. Anh trai ơi, anh trai ngồi đây đi. Bởi vì bà cụ nói hơi bé đó, nên là chắc bà lớn tuổi rồi nói hơi bé nên chắc là phiền anh kể lại đầu đuôi sự việc cho em, cho tụi em nghe với. Cái chiều đó là cũng mưa lớn. Vì em thì đi làm ngoài. Thì mẹ em về có vợ em hai đứa nhỏ đó. Và em mà tình cờ bữa nào không. Xong thì được lớn về nói chở gì lên. Dì có nói thôi, dì ở nhà dì thôi. Mà dì ở một mình chứ không có ai hết. Thì em nói là thôi lên cái đây xuống lại có ai thử.
À, vậy là ba ở nhà một mình. Dạ, ba là ở một mình ở đây. Dạ. Còn bên đi là không phải, bên đi là có cả nhà thờ. Dạ. Bạn ấy là gì ở một mình. À. Là nhà của bà. Dạ, của bà đúng. Dạ. Dạ. Dạ, với lên cái là nước nhanh quá. Đấy, nước lên nhanh quá. Dạ, bọn em xuống kịp thì. À. Mãi lại là có bà con ở đây họ điền lên là gì mất rồi. Trời, tội nghiệp bà không? Dạ. Vậy là coi như là chạy không kịp. Dạ. Chạy không kịp và lớn tuổi rồi. Dạ, ba lần luôn rồi. Dạ. Còn ba không một mình nữa. Điên được. Tôi nói vô phép, tôi về đi là có 5:30 đó đấy. Yeah. Là để mà bớt vệ sinh về đồ đi cả. Để cho bà chị tôi về lo nấu ăn, nấu uống, giặt rửa. Yeah. Là của hai chị em này. Yeah. Bà chị tôi không có chồng, có con. Yeah. Vậy thì khi anh về đó, khi anh về tới nơi đó thì chắc anh cũng thấy nổi lên rồi. Dạ thì nói chung là còn ba con hàng xóm đấy. Dạ. Đi nước là vớt lên phải, rồi. Phải đi. Dạ. Đo. Phải đi đo đo máy. Dạ, xuống. Dạ. Đây, họ điền xuống đây bên xã đó. Dạ. Khi nào đã đến rồi họ đo máy họ mà giờ em là con anh nữa xuống. Rồi đưa. Dạ. Đưa gì lên nhà. Đấy, nhà em là nhà em ở trên kia. Dạ. Dạ, cách đây phải nửa cái số. Dạ. Nói chung thì tụi em vô thì là thật sự mà nói là đi đến từng nhà bị thiệt hại về con người nó nặng nề trước. Yeah. Rồi sau đó thì mới đi thăm bà con được. Yeah. Thì thật ra thì tụi em phải thăm hỏi ra làm sao. Thứ nhất là để hiểu về sự việc nó xảy ra như thế nào, và điều thứ hai nữa là tụi em cũng muốn ghi lại theo một cách là khách quan. Yeah. Để cho bà con cộng đồng biết bên cạnh đó rồi còn để phòng ngừa nữa. Yeah. Ví dụ như sau này có những gia đình mà có những cụ già này kia là mình phải hết sức là quan tâm, đừng để cho những cái việc sự việc nó xảy ra như vậy nó đau lòng. Yeah. Và đại khái là như vậy. Ở đây là thuộc là thôn gì, xã gì anh hết? Là thôn Cổ Bi Một, xã Phong Sơn. Dạ. Yeah. Ừ. Yeah, sợ quá anh ha. Yeah. Sợ quá chừng. Nước đá nước lên là có cái dấu đó. À, còn cái dấu đây đó ha. Dạ. Cái dấu trong cái bàn thờ đây. Lên cái bàn thờ em ha. Ừ, thẳng ha. Dạ. Cái bàn thờ nó còn có hai cái màu đây này quý vị. Có cái ngấn đó. Đặc biệt lắm. Từ cái màu sẫm này đổ xuống là coi như nó ngập tới đó đó. Dạ. Ngập cái màu sẫm đó. Bà năm nay là 94. Dạ. 94. Bà là để từ ngò là 94. Dạ. 91. Dạ. 94. Rồi mình vậy. Dạ, rồi em là về là em thì đi làm, mẹ em thì đến thì cũng lớn tuổi. Yeah. Em là có hai đứa em nhỏ. Yeah. Dạ. Vợ em về, mẹ em thì cũng chạy đến nhiều. Yeah. Để cho gì về gọi là. Yeah. Thời gian thì đó là anh kêu bà bằng gì ha? Bằng gì? Kêu bằng gì? Vậy đây là em. À, đây là em. Là em gái. Còn cái người mất là chị. Dạ. Vậy là bà cũng trước đó thì bà cũng khỏe không anh? Dạ, bà gọi là đi lại khó khăn. Cùng đi lại đi là cũng hơi khó khăn. Dạ. Dạ, đâm ra mẹ em chăm sóc cho gì. Dạ. Dạ. Mình nước lên cao thì mình nước lên cao. Dạ. Tội nghiệp. Nằm lên cái giường nữa đó. À, nằm lên cái giường đó đó ha, bà ha. Ngủ vì được bé muốn đến nữa. Còn ai thì nhưng mà cái giường là để trong nhà hay là để dạ, ngoài? Trong cái thế nhi ngủ ở trong đây mà. À, để trong nhà này. Trước đó là trong nhà. Đây, trước đây là cái giường này đấy quý vị. Cái giường này là bỏ trong này. Dạ, con chào cô. Đây là bỏ trong này. Đấy, đấy, ngủ đấy thôi. Mẹ về nấu ăn đâu, về nấu ra nhà, như lúc nấu ra nhà, như lúc thì nấu ở đấy. Dạ. Theo gì? Gì ở đấy đến khi mà phát hiện có là ba con hàng xóm ở đây phát hiện là gì nằm xuống gì đấy. Ừ. Dạ. Rồi vậy là đi chôn cất được mấy ngày rồi? Dạ, chôn cất bữa mất 24, chôn bữa 28, 28 là bữa 12 là 5 ngày rồi. Chôn cất được 5 ngày rồi. Rồi cái khi mà mình chôn cất vậy thì có gặp trở ngại gì khi mà lũ lụt vậy không? Dạ, khi chôn cất đó là phải mượn nhờ xe công nông để đưa gì đi cho nước đang ngập không ra được. Nhưng mà ngập cao vậy rồi công nông còn, sao không? Còn đấy là khi gì mất là đưa đò. À, nhờ đó máy bên xã là đưa đò lên trên nhà cũng có em. À, là vì trên nhà trên đó là cũng hơi cao hơn xíu. Dạ, dạ. Đưa gì lên ở trên đó. Đấy, đấy là được. Đã khi dạ, vào mà gì là được đó con. Vâng.
Nhưng mà cái khi mà phát hiện ra bà thì bà đang ở trong nhà đây. Dạ, bà ở trong bà. Có nghĩa là bà chết nằm ở trong này luôn. Chết ngộp nước trong này luôn. Chết ngộp trong này. Nhưng mà cái nguyên nhân vì sao thì anh có đoán được không? Thì kiểu giống như bà thì cũng có là đi lại khó khăn, mà nước lên thì giống như mà bà không đi lại được nữa, bà ngồi trên cái ngày giường đó, bà nổi bắt đầu bà khổ sống một mình, mình nói chung cũng có cả gì hết, mà con cũng mấy năm trước mà bà đi lại khó khăn lắm, bà già em xuống nấu cơm nấu nước rồi, nhưng mà lũ nó lên nhanh quá rồi mình trở tay không kịp chứ, không thì cũng cử người xuống rồi. Dạ thì nhà thì cũng với là em và vợ em đó có hai đứa con nhỏ đó. Đó thì cũng nói chung là nước nhắn quá nữa một chút xíu nữa. Còn nếu mà nước mà chậm tinh thương nữa thì nói chung mình cũng cảm thụ. Mà cảm thụ là đường xã thì nó cắt. Nhiều giống như đi lên một đoạn thế này là đường lại thấp, có thể giống như em lôi quán được. Đó, ra cũng mà khi nó cắt đường cả là chiều không đi qua được. Phải phụ thuộc vào ghe, vào cái thuyền này, thuyền bè thôi đúng không? Bè. Đây là dì em nữa, dì em dì con của bên dì đây là con của bà chị bên là con cậu cùng cậu giờ cùng cậu cố cậu đó con cố cậu đó. Con vừa về vô trong nhà thì gà vịt heo cá đồ chỉ là tùng hết luôn. Đây là em út này phải không chú ta? Em con cậu. Nghiệp. Để coi như miền Trung thì cũng vất vả, nuôi được con gà, con heo này kia vậy đó, thì heo đôi chi là ngùm hết rồi chúng lắm, các chi mà lối kịp hết, gà là tùm cả tuông mà giống như kiểu mình ở đây là mình còn lúa còn đô và mình nuôi gà cho nhiều để mà bán á, ba nuôi gà long nữa bằng tổ bằng ôm cho hết luôn, con có hết. Hôm trước thì con thấy có người cho bò lên trên mấy nhà ở con cháu đôi thì chứ đôi nhà con có cháu là họ thả nữa, đi một đi chẳng biết chỗ mô thả ra ngoài đồng đường lôi được chỗ mô cao tới chẳng mình biết đi đường mô càng đi nữa không, trâu thì nó đỡ hơn trâu thì nó biết bơi, chẳng bò là chết thôi bò không có chịu được nước, chịu được được đó hàng sống về nước được tội nghiệp. Tụi con thì ở trong miền Nam ra. Con là Tuấn Vĩ, còn đây là đứa em là Thành Nguyên. Tụi con làm cũng bên cái chương trình là kết nối yêu thương. Đi tới để thăm hỏi bà con miền Trung thay mặt cho các cô chú ở trong và ngoài nước. Thì hôm nay tụi con tới thì là con trước hết là thăm hỏi, và sau đó thì con cũng có một ít tiền để mà hỗ trợ cho gia đình. Bà vừa qua cây cối vừa sập chưa xong nên vừa cây cối sập lên đó. Bởi vì nó thiệt hại ha, thiệt hại vô cùng. Thành nhờ Thành cầm đây máy cầm chắn ha. Dạ, không biết là ai có thể đại diện cầm cái số tiền này ha. Bà ơi, được rồi, bà ngồi đó cũng được rồi, không cần ấy đâu. Hôm nay á, con với em con là Thành Nguyên thì tới đây thì con xin thay mặt cho bên trang của Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương là trang của con, thì có bà con cô bác gửi số tiền đến để hỗ trợ cho bà con miền Trung. Thì thấy hoàn cảnh của bà đây là vừa thiệt hại về con người, vừa thiệt hại về mặt kinh tế, thì tụi con cũng có một chút quà gọi là để mà động viên tinh thần, nói chung là động viên khi mà mình đã mất mát đi một cái sự mất mát quá lớn thì cũng không có gì bù đắp được, nhưng mà đây là cái sự quan tâm của bà con ở cộng đồng trong và ngoài nước. Thì cái số tiền 5 triệu đồng này là con xin thay mặt cho em Kim Phượng để gửi tới cho bà. Gửi tới cho gia đình để khắc phục sau khi bão lụt, sau cái hậu quả đáng tiếc xảy ra, thì khắc phục được phần nào coi như một sự động viên.
thôi chứ tôi thay mặt gia đình thì tôi xin cảm ơn tất cả là anh em bà con ở bên chương trình thôi được rồi, cũng không cần đấy đâu. Nói chung con cũng ghi nhận vậy thôi chứ cũng mình trong lúc gia đình đang đau buồn cũng không cần phải là phải đáp lễ thế này thế kia đâu. Có lời cảm ơn được rồi. Rồi vậy con là Thành Nguyên. Thì hôm nay hai anh em con tới đây thì cũng nghe thông tin vậy đó. Thì cũng đến chia buồn với gia đình và cũng có hỗ trợ cho thêm gia đình mình một phần để động viên gia đình mình bà ha. Đây là 5 triệu con gửi bà. 5 triệu này là con trích ra trong cái quỹ của trích ra trong cái quỹ của nhóm Phật tử Huệ Phước, là có anh Kiệt Đoàn ở Canada, là con trích ra 5 triệu cho bà nhé. Các cô chú gửi vào cái quỹ cho con thì con tích ra con gửi cho bà. Tôi xin cảm ơn tất cả anh em đường xa đường gần rồi để tới chia buồn rồi là giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Tôi chị tôi mất rồi chồng con phải tôi. Rồi ok bà, được rồi. Thấy bà cũng xúc động quá, không nói được nhiều, không cần đâu ạ. Rồi vậy tụi con chắc là xin phép bởi vì cũng tối rồi đó. Rồi con chúc tới sức khỏe cho gia đình của bà. Con chúc bà sức khỏe nhá. Con chúc cô nhá, chúc cô sức khỏe nhá. Nhưng bây giờ nhà có ba chị em đấy hả? Ba chị em, cô là Út ha. Cô thứ ba. Đây là con không quên nữa, con cậu. Con cậu. Đúng rồi. Thì đúng rồi, cũng là em Út đúng rồi. Đây quý vị, Thành Nguyên quay cho quý vị xem cái căn nhà này này. Đó cái gạch này là nó có hai màu này quý vị. Đó quý vị thấy không? Vườn tược là tan hoang. Rồi cái nhà bên này nữa này. Đây này quý vị. Đó, mấy căn nhà bên này này. Nó có hai màu đấy quý vị thấy không? Đó, nước nó lên cao vậy đó. Nước cao vậy đó quý vị. Gần tới nóc nhà này. Còn ngoài này thì đồng cỏ này kia là chết hết. Cây cối không có sống gì nữa. chín mươi bốn tuổi mà bà bây giờ sống một mình, để cho cái sự việc này đáng tiếc xảy ra, con cháu thì trở lại đây không có kịp, con ruột thì không có, cháu chắc trở lại đây không kịp, mà lại đây thì thấy bà đã nổi trên mặt nước rồi. Anh còn nói bà xây cái nhà cho cao mà ở ở thấp vậy đến bài, năm sau nó lụt nữa. Trên 70 là hỏng cho vay nữa. Trên 70 hỏng cho vay à? Nhà bà đâu? Cái nhà này cái nhà ngập này đó quý vị. Thì đó, xây trên 70 là hỏng cho vay nữa. Trên 70 hỏng cho vay. Mà con mình là 73 tuổi rồi. Con ở đâu hết? Con gái đã lấy chồng hết rồi. Thì bắt nó về xây cho mẹ cái nhà cao để cho mẹ tránh lụt nó vậy đó. Nghèo mà làm ra bỏ. Con đi học rồi hết, lo cho con, có tiền mà lo cho con học. Thôi động viên con nó làm cho giỏi đi, mua nhà thành phố lên đó sống đi. Sống thì biết làm chi mà ăn. Vậy ở đây thì bà làm gì? Bà buôn bán ít ít ở đó. Buôn bán tạo tập hóa này kia ha. Bán bánh kẹo thuốc men. Và lúc chuyện đi làm ước hết luôn. Em rụt xuống phải tới chuông lên cao rồi, và đến khi mà nước vô phun phải bằng luồng xuống bằng rợn xuống bằng
có đống gì chị, có đống gì đâu. Có gà này là lúa hả? À, lúa hả? Lúa thóc quá hả? Thóc quá mà đem tới phơi. Là người ta đem phơi đây. Với cho dạo còn nhà ba chục tấn kìa. Ồ. Đóng cái con khinh kính khủng. Đấy hả? Đây đây quý vị, lúa thóc mà đưa ra phơi thì nó gặp mưa gặp lụt là hư hết rồi. Người ta gửi trong này nữa chị? Không, nó bị nhập thơm. À, nhập thơm là chỉ gửi đây thôi. Chỉ phơi đây thôi, đưa cho người bên sau đi. Lại nhiều quá phơi muốn đi chỗ này phơi. Đã cứ đưa về tới nhà là còn được ăn đó. Đó. Đúng rồi. Về tới nhà là mà còn trật ăn. Con ngập hết rứa đó. Đã đưa về tới nhà rồi mà còn bị trật ăn này, không được ăn này. Nó đen thui lùi. Phơi chục bao rồi đó. Trong phơi nhà mình gặp cái sáng măng đang phơi cho hết. Dạ. Mà có cọng chừng nào là bồng lên trên đầy luôn mà không. Đây là cái nhà thờ á cô ha. Đây nhà thờ nhánh. Nhà thờ. Thôi hết đó. Yeah. Rồi vậy con chào bà rồi, nha. Con chúc sức khỏe bà nha. Chào cô ha. Chúc sức khỏe bà nha bà. Rồi chào chị. Chào cô. Chào chị. Chào chị. Rồi chào anh nha. Chúc sức khỏe anh. Dạ dạ. Rồi hẹn gặp lại. Chào anh nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Con còn đi nữa. Thôi lớn. Nếm này đỏ quá hồi trường học nữa cái là tới khúc nữa thôi. Tới đại bằng ra cái té nữa cái là nha chẳng câu ở đó rồi. Rồi một lần nữa Thành Nguyên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Thành Nguyên nhé.